Em chào anh. Chào em. Dạ, anh cho em hỏi là mình tên là gì và mình đến từ bộ phận nào anh ạ? Tên là Trần Quốc Hậu, đến từ bộ phận Phụ Máy. Anh tên Nghĩa Phùng, anh thuộc bộ phận quay phim. Anh tên Hậu, anh đến từ bộ phận make up. Anh bên bộ phận make up. Mình là Nhân, đến từ bộ phận sản xuất. Chị tên là Vi. Dạ. Chị là sản xuất. Chào mọi người. Mình tên là Ngân. Anh cho em hỏi là trong quá trình mà mình sản xuất MV này thì bên bộ phận mình có gặp nhiều khó khăn không anh ạ? Thì cũng có một cảnh ở đồi là vendor thì di chuyển đồ đạc xuống hơi xa vất vả mọi người. Thì đây cũng vất vả nhưng được cảnh đẹp thì mình phải bỏ công sức ra như vậy. Mình phải gọi là chấp nhận đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Khó khăn là mình phải chạy nắng và thời gian cũng khá là gấp và bối cảnh cũng rất là hẹp nên cũng gặp nhiều bất tiện cho việc di chuyển của team. Anh thấy là chắc là cũng không có khó khăn gì đâu, tại vì thực sự là ở đây thời tiết rất là đẹp và được những ngày quay hôm nay rất là tốt nữa, thì anh thấy rất là dễ thương, không có khó khăn gì hết. Thực ra không có gì khó khăn, MV diễn ra rất là suôn sẻ và trời cũng rất là đẹp. Có khó khăn nhất là làm với lại ca sĩ với đạo diễn của MV rất là những người rất là khó tính. Dễ tính. Gây áp lực cho đoàn phim với lại là chị cũng gây áp lực cho chị nữa, tại vì các bạn rất là trẻ năng động mà khó tính. Dạ. Khó khăn về mặt mất lương ở nhà. Tinh thần. Mất và lương ở nhà. Trả lời thật nha. Có mọi người rất là khó tính và yêu cầu rất là cao. Đúng rồi. Dạ. Xin cho em hỏi là một tính từ mà khi nói đến Hoàng Yến Chibi là anh sẽ nhớ đến ngay. Dễ thương, vui tính, dễ thương, dễ thương, đáng yêu. Dạ. Và rất là nhạy bén, vui vẻ nè, vui vẻ, hồn nhiên, giản dị, giản dị. Điều tốt là khá là dễ thương, còn xấu là nó hơi nhiều. Xin chào anh. Xin chào. Anh có thể cho em biết tên anh và bộ phận anh đang làm việc? Anh tên là Tiến, anh quay behind the scene. Anh tên là Tiến. Tôi không biết nói gì luôn các bạn ạ. Ra tiếp tục đến với người tiếp theo. Chào anh. F4. Anh có thể cho mọi người cùng biết là anh là võ công chí hiếu, chủ shop Ichigo cho năm 2022 với trùng tuyển phần 8 quận 9. Anh cho hỏi là shop bên mình bán cái gì? Những trang phục như anh đang mặc nha. À đó, review áo nha, chất áo rất là đẹp các bạn nha, cô tông 100%, mặc mủng các thứ ổn luôn. Mặc bu đèn bia nha. Mặc bu đèn bia luôn nha các bạn nha. MV này hầu hết là của shop mình, hầu hết là của shop mình. Có ghế chưa? Ghế chưa? Đấy. Đang có thể show áo nhưng mà tới cứ tới xem nha. Rồi các bạn nên mong chờ nha. Đây nguyên đội trên này. Rồi. Chào anh. Anh có thể cho em biết anh tên là gì và anh đến từ bộ phận nào đâu không ạ? Em tên Kiệt. À, anh Kiệt. Em làm trợ lý stylist. À, trợ lý stylist. Dạ. Thế anh cho em hỏi là trong thời gian sản xuất MV này thì mình có gặp khó khăn gì không anh? Có. Quay luôn qua đây này. Ôi trời ơi. Chủ tịch. Rồi đây. Anh có điều gì muốn nói với các bạn đang xem? Hay bị gọi tên lắm em ạ. À, anh ấy tên là Freddy nha các bạn. Rồi anh tiếp tục với anh. Rồi. Anh có cảm nhận gì về chị Hoàng Yến Chibi? Nói nhiều anh. À. Ai kêu là Freddy ơi mày đâu rồi? Mày ở đây. Nghe mà mệt đầu luôn đúng không anh? Ừ, rất mệt. Ủa, nghe mà sợ luôn. À. Em còn sợ đây. Hey, xin chào bạn. Hello. Xin chào bạn. Ôi cái này thơm. Bạn có thể cho mình phỏng vấn một chút là bạn tên là gì và bạn đến từ bộ phận nào? Mình tên là ông Nguyễn Tuấn Minh. Ok. Và mình làm trợ lý photo của anh Duy Linh. À, anh Duy Linh à? Sao trợ lý photo ấy đẹp dài ấy? Tại vì photo cũng đẹp dài. Thôi quay lại với cả bạn Minh thì bạn có thể cho mình biết là trong thời gian bạn quay MV cùng Hoàng Yến Chibi thì mình có gặp những cái khó khăn gì không? Hoàng Yến Chibi nói to. À. Đau tai. À. Cậu phải nói nhiều combo. À, combo nói nhiều và nói to. Đúng rồi. Nói nhiều và to. À, thế thì có thể gọi là Hoàng Yến loa phường. Đúng không? Bạn có thể cho mình một tính từ để mà khi nhắc đến là bạn sẽ nhớ đến Hoàng Yến Chibi. Giản dị. À, cảm ơn bạn. Chào anh Linh. À, xin cho hỏi anh tên là gì và anh đến từ bộ phận nào? Anh đến từ hậu cần. Hậu cần ạ. À? Dạ vâng, thế
trong thời gian mà sản xuất MV này thì anh có gặp khó khăn gì không anh? Khó khăn lớn nhất của anh chính là ca sĩ Hơi Kỳ. À, ca sĩ Hơi Kỳ. Ca sĩ làm thân nhanh á. À, ca sĩ làm thân nhanh á. Còn gì nữa anh? Chụp góc này hay xin hay đòi. Hay xin hay đòi anh? Có quá nhiều nhu cầu đúng không anh? Có quá nhiều nhu cầu. Mình phải góp ý vào thêm đúng không anh? Không ai thể đáp ứng được. Đúng rồi. À, thế bây giờ anh cho em xin một tính xấu của Hoàng Yến Chibi. Từ nãy giờ tao chưa nói tính gì đẹp luôn. À đấy à anh, thế thì tuyệt vời rồi. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang mục tiêu khác. Cảm ơn hai anh đã góp mặt trong phóng sự này. Đây là anh Hậu và bé Luby. Chào bé Luby. Em có thể cho anh biết là em đến từ bộ phận nào không? Em là Oxin của đoàn. Em là Oxin của đoàn luôn á hả? Thế là muốn em làm gì em làm đấy hả? Dạ. Nói chung là sai vặt anh. À. Làm đó. Thế trong thời gian mà em bị sai vặt thì em có gặp nhiều khó khăn trong cái việc sai vặt đấy không anh? Dạ cũng không khó khăn lắm. À thế hả? Mọi thế. Đều rất dễ dàng. Mà sai vặt mà cũng dễ dàng á hả? Dạ. Tại thế... vì em quen việc rồi anh. Thế em quá chuyên nghiệp rồi. Dạ. Em có thể cho anh biết một số cảm nhận của mình khi mà em được hợp tác cùng chị Hoàng Yến Chibi không? Dạ em cảm thấy vui. Đấy ạ. Thế cảm ơn em nha. Đấy, em đã có mặt trong phóng sự. Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đến với một người bạn thật rất là thân thiết của tôi, không thể thiếu trong cuộc hành trình sản xuất. Các bạn có thể cho tôi biết là bạn ở bộ phận nào và bạn tên là gì? Mình là Hun, mình là trợ lý của chị Yến. Hun trợ lý của chị Yến. Thì Hun có thể cho biết được là trong thời gian mà Hun trợ lý cho chị thì Hun có gặp nhiều khó khăn gì của chị không? Không à? Chị có tuyệt vời luôn à? Không, chị chỉ lười thôi, chị không. À đấy nhá, chị Yến nhá, chị nhớ là chị phải chăm lên đấy. Lười thôi, chị thấy suốt ngày lười. Ôi, chị quá tuyệt vời, chị có mỗi cái lười. Đấy là chị lười. Phải sửa chữa. Và để cho mình một từ để nói về Hoàng Yến Chibi. Khi mà nhắc đến là bạn sẽ nhớ đến Hoàng Yến Chibi. Nói nhiều. Nói nhiều à? Ai cũng nói không ấy luôn đấy. Rồi cảm ơn Hun đã có mặt trong phóng sự ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một số người khác. Xin chào chị. Em Lưu. Một tay gái. Chị có thể cho em biết là mình tên là gì và chị đến từ bộ phận nào không? Chị là Linh Photo. Chị là Linh Photo. Thế chị có thể cho em hỏi là đây là lần thứ mấy mà mình hợp tác được với cả chị Hoàng Yến Chibi? Hỏi mấy cái câu tự nhiên một tí được không? Lần thứ N. Hỏi mấy câu tự nhiên một tí là thế nào chị có thể ví dụ cho em? Chị không biết nhiều ý là chị giống như nói chuyện thôi. Nhưng mà bây giờ lên video thì nó phải có một cái sự nghiêm túc hơn một chút chứ. Đấy đó. Chị Linh đang tác nghiệp, chúng ta sẽ phải... Em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có thể cho em biết là anh tên gì và thuộc bộ phận nào không ạ? Anh tên là Hải. Anh thuộc bộ phận cầm đèn à? Anh là thần đèn. Anh là thần đèn. Thần đèn có trách nhiệm gì trong công việc này anh? Anh có trách nhiệm cầm đèn. Dạ vâng, thế thôi, mình qua câu khác. Câu duyên nào đã khiến anh cầm đèn cho chị? Thôi hỏi câu khác đi, câu duyên nói lâu lắm. Cái gì câu khác? Khó khăn và thuận lợi khi anh làm việc cùng Hoàng Yến Chibi. Thật ra khó khăn làm việc với Hoàng Yến là bởi vì Hoàng Yến là một diễn viên đã thành công với rất nhiều vai diễn, nên là cái việc khi mà mình làm việc với Yến nó rất là áp lực. Thì bởi vì trước đó Yến đã từng cộng tác rất nhiều những người khác và những người thành công hơn mình, và với lần này mình khi mà cộng tác với Yến thì mình có nhiều cái áp lực hơn, là không biết là cái lần này có giúp Yến tốt hơn với những lần trước hay không, thì đó là áp lực và cũng là khó khăn. Dạ. Về cái thuận lợi cũng là Yến thôi. Yến là một diễn viên đã đóng rất nhiều và đã thành công với rất nhiều vai diễn, thì đó cũng là một thuận lợi. Bởi vì khi đóng thì không cần phải làm việc nhiều với Yến. Yến khi mà đọc kịch bản nó biết làm gì ngay với vai diễn đó rồi. Dạ. Thì đó là thuận lợi. Dạ. Anh có thể chia sẻ một điểm tốt và một điểm xấu của chị? Điểm tốt hả? Vâng. Điểm tốt là diễn rất hay. Còn điểm xấu? Diễn rất hay luôn. Lên đây mình lên set mình không làm gì hết. Trời. Rồi, cảm ơn anh đã tham gia phỏng vấn ngày hôm nay. Em chào anh. Hello Tiến. Dạ, anh có thể cho mọi người biết là anh tên gì và thuộc bộ phận nào không anh? Anh tên là Đạt. Mọi người hay gọi là Bướm Thỏ Heo. Dạ. Anh làm ở khâu sản xuất âm nhạc. Dạ. Mix and master. Dạ. Và giám sát sản xuất. Wow. Cho MV này của Yến. Dạ. Thế anh có thể cho em hỏi về cảm nhận hôm nay mình đi quay được không anh? Cảm nhận bây giờ của anh là anh đang buồn ngủ quá.
Thế thực ra thì mọi người làm việc rất là năng suất, thành ra thấy rất là vui. Dạ. Thế nếu MV này đạt top 1 thì anh sẽ làm gì đầu tiên và cảm nhận như thế nào? Top 1 thì chắc phải kiểu bảo Yến ăn mừng á. Vâng. Mọi người đều mong chờ cái top 1 đầu tiên của Yến sau bao nhiêu năm, nhiều từ lâu rồi. Rất lâu rồi. Thế kiểu chắc là phải bảo ăn mừng luôn. Ồ, thế là sau cái MV này nếu mà top 1 là sẽ có một bữa linh đình đấy. Yep. Dạ. Tiến trở tài nấu ăn. Được luôn anh em, chơi luôn. Thế anh cho em hỏi là một từ nói đến là anh sẽ nhớ đến Hoàng Yến Chibi. Rất là tâm huyết với cả nghề. Mỗi tội nhiều lúc mà hơi bị kiểu cáu gắt đến cả mọi người thôi, nhưng mà biết là kiểu cũng kiểu muốn tốt cho cái sản phẩm thôi, nên là kiểu cũng quen rồi. Dạ. Hay gây áp lực cho người khác. Vâng. Anh đã góp mặt trong phóng sự này. Rất cảm ơn anh. Dạ. Rất vui được tiến phỏng vấn.